Kính thưa quý gia, kính thưa quý thân tu sĩ nam nữ, quý thưa vương bạn chị em, khi bắt đầu biết suy nghĩ tìm hiểu một chút về giáo hội thì tôi có một cái thắc mắc là không biết tại sao thánh nữ Teresa hài lòng Giêsu lại làm đủ mạng sứ truyền giáo. Thứ nhất, tuổi đời thì 24 tuổi là chết rồi. Rồi thứ hai là đi tu trong dòng kín ở trong bốn vách tường, có đi truyền giáo gì đâu mà lại bổ mạng của các sứ truyền giáo vậy. Và đọc nhiều sách, nhiều cái giải thích thì thấy cũng cũng hợp lý, nhưng mà đúng là không có thỏa mãn, không có làm cho mình cảm thấy là hợp lý, không có cảm thấy hợp lý. Sáng nay tôi lục lại cái bài giảng của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI vào năm 2011, khi ngài có một cái loạt bài về các thánh tiến sĩ, thì tôi xem coi ngài nói về Teresa hài lòng Giêsu như thế nào, xem coi có ra được cái gọi là bổn mạng các sứ truyền giáo không. Thì đặt trong đó tôi thấy được một vài cái chi tiết như thế này. Cái chi tiết thứ nhất, ngài bảo rằng khi mà tôn phong thánh nữ Teresa hài lòng Giêsu lên bậc tiến sĩ hộ thánh vào mùa hè năm 1997 đó, thì thánh giáo hoàng cho phô đồ đề nghị nói chị thánh Teresa là một học giả về tình yêu. Tôi thấy cái đó thì cũng hợp lý, bởi vì trong cái quyển chuyện một tâm hồn rồi tường thuật của thánh nữ nói về tình yêu rất là nhiều. Ví dụ như hồi sáng đi, tôi đọc ở trên mạng được hai cái câu. Cái câu thứ nhất đó là chỉ cần cúi xuống nhặt một cái kim rơi với tình yêu thì đó đã là ân phước. Hoặc câu thứ hai là dù mình giỏi giang, mình làm được mọi sự chói sáng, nhưng mà không làm trong tình yêu thì là vô ích. Nhưng mà tôi vẫn chưa có trả lời được câu hỏi tại sao là tiến sĩ truyền giáo lại bốn mạng tiến sĩ truyền giáo. Thì dở tiếp, đọc tiếp Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI thì ngài mới nói như thế này: cái chân dung tình yêu, cái khuôn mặt tình yêu mà thánh Teresa hài lòng Giêsu nói đó chính là Giêsu cúi xuống nhặt cái kim vì tình yêu, làm một việc bất kỳ nào vì tình yêu thì đơn giản là vì Giêsu. Và lúc tôi mới ra đây cũng là cái bổ mạng các sứ truyền giáo. Cái chi tiết này đủ để lòng tôi thỏa mãn, đúng là thánh nữ Teresa hài lòng Giêsu, tôi hay gọi là Teresa nhỏ, là tiến sĩ hộ thánh và là bổn mạng các sứ truyền giáo. Bởi vì cuối cùng truyền giáo là cái gì? Truyền giáo là mình công bố Giêsu là tình yêu của mình. Người ta hỏi anh chị em tại sao anh chị em đến nhà thờ? Bởi vì tôi đến nhà thờ tôi gặp tình yêu của tôi. Bộ yêu ông cha hả? Bộ yêu ông thầy hả? Yêu cả đoàn hả? Yêu mấy đứa giúp lễ hả? Không phải, Giêsu. Giêsu. Rồi đi ra ngoài đường, khi vào quán cơm, quán phở, mình ăn, mình làm chốn giá, người ta ngạc nhiên hỏi: ủa, chú có đạo hả? Ừ, nhưng mà tại sao ăn cứ phải làm dấu, không làm dấu cũng được mà? Thì tôi trả lời là bởi vì mình nhớ người yêu của mình.
người ta hỏi chú già như vậy mà chưa có vợ sao mà còn nhớ người yêu. Tôi mới bảo rằng là tình yêu của tôi là Giê-xu. Khi làm dấu như vậy tôi nhớ đến Giê-xu. Và như vậy cái việc mà chúng ta thấy Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu được đặt làm bổ mẹ của giáo sĩ truyền giáo có vẻ như nằm trong tầm tay tất cả chúng ta. Vì ai trong chúng ta cũng có thể giống như Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu để làm công việc truyền giáo và để công bố cái sứ mệnh của niềm tin của mình là Giê-xu. Nó chỉ có một cái điều nhỏ. Cũng sáng nay khi tôi đọc lại một phần ở chương 2 của Tông huấn niềm vui tin mừng, thì Đức Giáo hoàng Phanxicô ngài cứ nhắc đi nhắc lại một cái câu ở chương 2 như thế này: đừng bao giờ để người ta cướp lấy niềm vui tin mừng của chúng ta. Đừng bao giờ để người ta cướp lấy niềm vui tin mừng Giê-xu của anh em. Và từ đó, tức là mới mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng nó giúp tôi hoàn thiện cái ưu tư suy nghĩ của một thời gian dài, nhiều chục năm, rằng chúng ta có thể nói cho người khác về Giê-xu bởi vì Giê-xu trong con tim mình, bởi vì Giê-xu là tình yêu của mình, bởi vì Giê-xu là nguồn hạnh phúc duy nhất của mình. Khi chúng ta quy tụ với nhau ở tại giáo xứ Cần Thơ này là bổ mẹ Teresa hài đồng Giê-xu, bổ mẹ của các xứ truyền giáo, chúng ta nói với nhau một chút xíu về truyền giáo như vậy để chúng ta bắt đầu thử coi. Nếu ngày hôm nay, nếu ngày mai, nếu tuần sau, nếu tháng sau, chúng ta nảy ra một ý định rằng là chúng ta sẽ truyền giáo, thì cái khuôn mặt nào chúng ta sẽ có ý định nói cho họ trước tiên về tình yêu Giê-xu? Cái khuôn mặt nào, cái khuôn mặt đáng yêu hay đáng ghét đang nằm trong đầu chúng ta? Cái khuôn mặt dễ thương hay là khuôn mặt kỳ cục đang nằm trong đầu chúng ta? Cái khuôn mặt mà chúng ta luôn luôn sẵn sàng mong đợi họ trợ giúp, hay là một khuôn mặt lòng của chúng ta đang rất là ghét và thậm chí là oán thù? Cái khuôn mặt đó nếu hiện ra trong đầu anh chị em trong lúc này, thì anh chị em hãy nhớ Chúa Giê-xu đang muốn yêu họ. Chúa Giê-xu đang muốn yêu họ. Cũng y như chị Teresa trong bốn vách tường của nhà chính mà thôi, vẫn có thể là bổ mạnh các sứ truyền giáo. Phương chi là Giê-xu ở trong con tim của anh chị em đang nhìn cái người đó, đang hướng về người đó, lại không thể yêu và chạm đến người đó sao? Xin Chúa Giê-xu đốt lên trong lòng chúng ta tình yêu của Ngài một cách mãnh liệt. Xin Giê-xu ở trong con tim của chúng ta làm cho chúng ta khao khát khoe với người khác rằng tôi đang có một tình yêu lớn, một tình yêu mà một mình tôi được hưởng, đó là Giê-xu. Và nếu ông bà cô dì chú bác mà thật sự muốn được tình yêu đó, thì tôi sẽ cho một chút, một chút thôi, không có cho nhiều, bởi vì phần còn lại tôi phải giữ, tôi phải giữ. Nhưng một chút đó đủ để ông bà biết thế nào là tình yêu thật, để rồi nếu tin đó là tình yêu thật thì tình yêu đó sẽ lớn lên và cứu độ không chỉ ông bà mà cứu độ cả gia đình ông bà. Xin Chúa Giê-xu ngự trị và hướng dẫn chúng con. Amen.